Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, vì hôm nay quá rảnh rỗi nên thanh niên đã nghĩ ra được trò thí nghiệm khá thú vị. Anh đã chuẩn bị trước một con gà công nghiệp, buộc nó vào sợi dây thả treo lơ lửng giữa bể nước, và nhân vật chính của chúng ta đây nè, trong bình chứa có tới 100 con đỉa bỏ đói lâu ngày, giờ ông cháu sẽ thả chúng xuống nước. Eo ơi, trông đỉa ngọ nguậy cũng dễ thương phết phải không các bạn? Ngay lập tức đã có một vài thanh niên bám trụ lại cơ thể của gà, mùi thơm thịt đậm vị từ xương thì làm sao bọn đỉa lại không mê mẩn cho được. Bật mí cho mấy bạn, đỉa khi đám bám lên vật chủ thì chúng cực kỳ ngoan cố. Các bạn trông nè, chúng đang bâu khắp phần chân của con gà. Không biết ở đây có bạn nào từng bị đỉa hút máu chưa nhỉ? Cảm giác khá khó chịu phải không? Giờ Bảy Trọ sẽ dùng dao cắt một phần nhỏ trên cơ thể gà, và không ngoài dự đoán, mấy thằng cu đỉa nhanh chóng đánh hơi và chui tọt vào bên trong. Cảm giác thật là rô mốt a ha ha. Lại một ngày không rảnh háng lắm của anh Bảy, sau khi bị vợ chửi te tua mặt mũi, thanh niên đã xách vali rời khỏi nhà. Tuy nhiên anh Bảy đã chuẩn bị mon hàng mới mua được này để chuẩn bị cho bữa ăn trưa nay. Nó là một túi ong bắp cầy muối tiêu, ở Việt Nam chưa có bán loại thức ăn này chứ bên Nhật Bổn thì nhiều vô kể. Bảy Trọ cũng mua thêm vài chiếc than hoa, chần chừ gì nữa mà không đem bọn ong bắp cầy lên nướng nhỉ. U là trời, mấy bạn nhìn nè, đếm sơ sơ qua chắc phải gần 1000 con ấy. Không biết có bạn nào từng ăn ong muối nướng chưa nhỉ? Cái mùi thơm bốc lên cũng nhức cái mũi phết. Bên cạnh đó, anh Bảy bỏ 4 củ ra để mua mấy bé cá ngừ siêu thị. Tất cả đều là hàng cao cấp đắt thấy má luôn. Rắc thêm ít muối chuẩn bị đem lên khay nướng nào. Vãi lồng đen, anh Bảy do không để ý nên thời gian nên đã khiến ong nướng cháy đen thui. Thôi thì đã vậy nên ông cháu nướng cá ngừ kiểu cắm đuôi lên trời thế này cũng được. Ể con ong bắp cầy từ đâu ra thế? Đừng nói thằng cu hồi sinh từ đống cháy đen thui rồi chạy qua đây trốn đấy nhé. Mà hay cái anh Bảy còn dùng tay không bắt nó nữa. Nó mà chích yêu anh một cái thì thanh niên mất ăn Tết luôn. Sau khi cá ngừ đã chín, anh Bảy đã chuẩn bị một miếng bò bít tết. Trời mé, cái mùi thơm nhức hết cái mũi luôn. Mặc dù bị đuổi khỏi nhà nhưng được ăn uống thoải mái đưa đồng không mông quạnh thế này cũng giúp anh Bảy xua tan đi cơn giận bị vợ chửi. Món cá nướng cũng ngon lắm nè. Hiện tại chắc thanh niên phải ở đợi ngoài đồng bắt ong bắp cầy sống qua ngày, đợi khi nào vợ cho về thì mới dám vác mặt về mấy bạn ạ. Ở tình huống tiếp theo, tiếp tục là anh Bảy đây mọi người. Đã 2 ngày trôi qua, cuối cùng vợ anh đã alo cho phép anh về nhà. Nhân dịp bữa này thì thanh niên sẽ ra đồng bắt ít cá mang về cho vợ tẩm bổ. Vâng, và sinh sinh vật đầu tiên mà anh Bảy lụm được chính là một chú tôm càng. Tuy nó chưa đạt được kích thước lớn nhất nhưng đủ để đem lên chảo dầu là ok rồi. Em rô đồng đây cũng khá nhỏ nhắn xinh xắn. Vãi lều, các bạn biết thứ hồng hào nam tính này là gì không? Nó chính là trứng của ốc sên đấy. Màu sắc bắt mắt nhưng không thể ăn được đâu nhé. Mùa này là mùa ốc sên giao phối đẻ trứng rất nhiều. What the hell, anh Bảy bắt được một bé rùa rùng rợn tí hon. Trông nó khá cute đấy chứ. Nếu có rùa con chắc chắn sẽ có rùa mẹ ở đây cho mà coi. Ơ hay, trong góc tối có gì đó. Vãi lều, thì ra là một em ếch đồng. Ông cháu này phải to bằng bàn tay của Bảy Trọ luôn ấy chứ. Nhìn con mắt tím đậm của ếch cứ ảo ảo thế nào ý. Ái chà, chú cá chép đây cũng không nhỏ đâu. Hay cái thằng cu được gọi là chép chột vì nó đã bị chột một mắt từ khi nào. Em chép mà mang về nhúng lẩu cho vợ ăn thì nhức cái nách. Anh Bảy thử đi dọc theo bờ mương, có khi lụm được nhiều cá khủng không chừng. Đó đó, vừa nói xong thì ông cháu đã bắt được cả bầy cá tép. Loài này về thả chậu cá cảnh cũng đẹp phết. Bạn nào muốn nuôi cá tép thì like video và comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Nom Nom sẽ kêu anh Bảy ship về tận nhà cho mấy bạn luôn. Vãi lồng đèn ông sao, sau 2 tiếng đi lụm nhặt ở mương sông thì đây chính là thành quả của anh Bảy nè mấy bạn. Nhìn sơ qua thì thấy ếch ộp, rùa rùng rơn và cực kỳ nhiều ốc sên luôn. Coi bộ hôm nay anh Bảy sẽ cho vợ mình đánh chén một bữa thả ga rồi. Khi về nhà đầu tiên Bảy Trọ sẽ nấu thử món cá nướng xiên quẹt, thanh niên sẽ ăn mảnh một mình vì tẹo nữa vợ anh mới đi shopping về. Nhân tiện đây anh Bảy cũng chúc các bạn có một bữa trưa vui vẻ nha. U là trời, món cá chép nướng xiên que đúng là ngon nhất cái nách luôn a ha ha. Ở tình huống tiếp theo, anh Bảy đang theo dõi quá trình giao phối của hai chú bọ ngựa. Chúng đồng thời cũng là pet cưng mà thanh niên nuôi đã lâu. Thường thì những con bọ ngựa cái sẽ lớn hơn rất nhiều so với bọ ngựa đực. Sau khi giao phối xong, con đực sẽ biến thành bữa ăn cho con cái để bổ sung protein. Tuy nhiên để điều này không xảy ra, anh Bảy đã phải thủ sẵn một miếng mồi cho bọ ngựa cái. Nó ngay lập tức vồ lấy và đánh chén ngon lành. 10 ngày sau, bọ ngựa cái đã đẻ ra một quả trứng bự tổ chẳng. Tính ra thì bọ ngựa cái cũng ngoan phết đấy chứ. Nó để cho anh Bảy vuốt vẻ luôn mới ghê. Ôi các bạn nhìn cận cảnh bọ ngựa ăn thị con mồi này, cũng ghê rợn quá xá. Để bù đắp thời gian đẻ trứng nuôi con của bọ ngựa cái, anh Bảy đã ra chợ mua hẳn thịt bò tươi ngon nhất. Đến lúc để bọ ngựa cái múc bang cái đống này rồi, vãi luôn, nó giơ tay lên chào mọi người kìa. Trông miếng bò đỏ giói thế kia thì nó chả ăn vội chứ từ chối thế méo nào được. Mặc dù thịt bò hơi dai nhưng chắc chắn nó có đủ dinh dưỡng để bọ ngựa cái có sữa nuôi con. Giờ thì cho thêm một ông cháu nữa vào ăn ké. Mà thằng này quậy quá vậy, anh Bảy cho thịt bò lại còn né nữa chứ, cho bay nhịn luôn bây giờ ấy. Nói vậy thôi chứ lúc sau thì thanh niên này cũng húp vội mọi
mọi người ạ. Với chế độ ăn uống này, mong muốn của anh Bảy là sẽ nuôi cho hai bé bọ ngựa mỗi bé được vài tấn, sau đó sẽ đem lên chảo dầu chiêu đãi cả làng. Ahaha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một loại san hô biển mà anh Bảy đã trông được bên nhà bà hàng xóm. Quan sát kỹ thì trong tảng san hô có rất nhiều dâu ria mọc ra. Theo anh Bảy được biết thì chúng đều có suy nghĩ hành và động riêng. Đó đó mấy bạn thấy không? Chỉ cần đặt bất cứ thứ gì xuống thì tua rua bám chặt. U là trời, cái thứ này như kiểu miệng của sinh vật ngoài hành tinh vậy. Anh Bảy sờ vào cẩn thận mất tay luôn ấy. Để test khả năng ăn uống của tua rua, Bảy trọ đã chuẩn bị xúc xích lăn qua vài vòng và cái kết, mấy cái đầu tua rua đã dính chặt lấy miếng xúc xích luôn, chứng tỏ lực hút cực kỳ mạnh. Không biết có bạn nào từng nuôi một bé san hô như này chưa nhỉ? Có thì hãy nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Ái chà chà, anh Bảy đã tìm ra lý do vì sao mà đống tua rua bám chặt như vậy rồi. Trên đó có gắn một móc câu khá sắc nhọn, như kim tiêm của ong bắp cày vậy. Để tiếp tục thí nghiệm thú vị này, Bảy trọ đã chi 8 tỷ để mua hai bé sâu bình dương này. Trông nó ú na ú nu cu te thật ấy. Giờ sẽ để đầu tua ra lên cơ thể sâu. Cái kết sau một lúc, sâu bình dương đã cử động dữ dội. Điều này chứng tỏ vết chích từ tua rua không những đau mà còn có độc tố nữa. Mà trông thằng cu sâu nó cứ dễ thương thế nào ấy mấy bạn ạ. Ngoài san hô biển thì anh Bảy cũng nuôi một loài sinh vật có những tua rua như vậy. Đó chính là sao biển. Con lợn này thì to chà bá luôn. Thanh niên tính nuôi nó lớn thêm tầm vài cân nữa sẽ đem đi hấp xả ớt. Nghe nói món sao biển hấp xả ớt ngon tuyệt cú mèo. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay ông cháu không bị vợ mình tẩm quất trận nào. Để tự thưởng cho bản thân thành tích tuyệt vời này, anh đã tự mò tới một khu đầm lầy bị bỏ hoang. Nghe nói ở đây có rất nhiều loài động vật thủy sinh quý hiếm, thậm chí con thủy quái anaconda cũng từng xuất hiện khiến anh em bạn gì của anh Bảy phải bỏ mạng. Nếu hôm nay Bảy trọ bắt được nó thì anh sẽ bắt nó phải trả giá vì những gì con thủy quái đã gây ra. Không linh tinh luyên thuyên nữa, mau bắt đầu cuộc săn tìm ngày hôm nay thôi nào, để xem ở nơi bùn lầy này bé cá nào sẽ được vào giọ của anh Bảy đầu tiên. Chưa gì đã phát hiện ra rồi, vô vật nào bé yêu, đây là một con cá vược miệng rộng cực quý hiếm, sao nó lại to chà bá thế này nhỉ? Anh Bảy nói rằng loài cá vược thường sống ở biển và cơ thể nó khá nhỏ, chắc thằng cu này đột biến mất tiêu rồi. What the hell, thứ gì đó đang quẫy đuôi, tạm thời phải cất cá vược miệng rộng vào thùng xốp cái đã. Anh Bảy đã trở lại rồi đây, trời mẹ, con nào lườn qua chân anh thế nhỉ? Thì ra con tai tượng vảy đỏ chính là thủ phạm. Tuy nhiên thì nhà Bảy bóng đã có quá nhiều tai tượng rồi, anh sẽ thả nó đi, đợi nó lớn tầm vài tấn thì thả lưới bắt sau cũng được. U là trời, các bạn trông nè, đây là xác của một chú cá da trơn bình dương. Không biết nó đã ngủm từ lúc nào rồi nữa. Tuy nhiên cái mùi hôi thối bốc lên nhức hết cái mũi. Thử hớt tại đây xem có gì nào. Vãi nho, lại thêm con cá tai tượng to chà bá nữa xuất hiện. Anh Bảy đoán hai thằng cu này là anh em cùng cha khác ông nội cũng nên. Giờ ông cháu sẽ sử dụng lồng sắt thả cạnh bờ ao này, xem có chú cá đần nào bị lạc vào không. Ái chà chà, trước mắt các bạn đây là chú cá Oscar chấm bi, cứ ngỡ để mất nó rồi chứ. Nhìn lớp vảy của Oscar sẽ đi từ phần đầu đến đuôi cực đẹp mắt. Tạm thả mày vào thùng cái nha. Ê khoan cái, anh Bảy lụng được con bờ lu xanh lục, tuy nhiên nó đã ngủm củ tỏi từ bao giờ. Ủa cái củ gì làm anh Bảy giật bắn cái mình vậy? Ông cháu rón rén nhẹ nhàng sục vợt. À há, bắt được rồi nhé, một chú Cichlid châu Phi xanh lục. Bên này nữa, việc bắt cá hai tay của Bảy trọ quả thực rất dễ dàng, gòi luôn mải bắt đến nỗi kẹt chân giữa vào bùn không rút ra được. What the hợi, thanh niên đang làm cái quần đùi gì vậy mấy bạn ơi? Hình như nay không bị vợ đấm nên vẫn còn chút đá trong người. Mặc dù vẫn hớt cá nhưng anh vẫn còn đá, nên đã bôi bùn đất vào chân dưỡng ra. Giờ ông cháu trông có khác gì người nguyên thủy không cơ chứ? Con gì động đậy kìa? Anh Bảy bắt bằng tay được một chú cá rô phi cỡ vừa, thả em nó vào xô tẹo về chiên giòn. U là trời, con bi ca này trông cũng ổn áp đấy. Thêm một chú cá rô phi nữa. Bên cạnh đó con chép có bộ vậy vàng kim cực kỳ quý hiếm. Anh Bảy nói thằng cu này bán đi chắc cũng kiếm được bộn tiền đấy. Đó đò tới nữa rồi, mày chạy đâu con sâu? U là trời, mấy bạn xem nào, đây là loài cá độc lạ nào thế nhỉ? Nó có cơ thể màu vàng trắng, hay cái phần đầu lại có màu xanh ngọc. Con lợn này bị đột biến đến từ Bình Dương chắc luôn. Vì nước trong xô khá bẩn nên anh Bảy sẽ lọc phần nước này ra, cho bọn cá vào thùng nước mới. Con bờ lu gai vừa hớt đã ngủm củ tỏi, đừng nói bị con cá khác ăn thịt đấy nhé. Bảy trọ xem lại bẫy lồng của mình, điều gì đó đã khiến thanh niên rất hứng thú. U là trời, anh Bảy lại lụm thêm được con cá vàng kim đầu moi xanh lè nữa này. Bạn nó có thông tin về loại cá này hãy mau chóng comment xuống phần bình luận cho mọi người biết nhé. Trông nó cực kỳ đẹp luôn ấy. Thêm một cháu Cichlid xanh ngọc và cực kỳ nhiều cá bảy màu đang mang trứng. Anh Bảy dự tính bọn chúng sẽ nhanh chóng đẻ con, như vậy thì bể cá của anh lại càng nhiều sinh vật hơn. Hiện tại nên đặt cạm bẫy trở lại. Anh Bảy lại bắt đầu làm mấy trò con bò rồi mấy bạn ạ. Tuy nhiên thanh niên vẫn lụm được thêm mấy em cá Cichlid và rô phi bình dương này đây.
U là trời trong cạm bẫy của anh Bảy có con cá Sikelis xanh ngọc cực đẹp mắt luôn, lớp da của nó bóng nhẫy, thằng cu này bán đi chắc được vài tỷ cũng nên, vãi xít nhìn lớp vảy của chiếc Zophie kìa, có thêm chấm đỏ ở viền, điều này chứng tỏ bọn cá cũng biết sơn sờ kin để tăng kích thước ấy chứ. What the hell, con này chắc chắn là Oscar bạch tạng rồi, hãy trông ư thằng cu này đi, màu sắc đối lập như ánh sáng bóng tối vậy, thật là đã quá đi, trời nhanh chóng sẩm tối, đến lúc Bảy Trọ đưa thành phẩm của mình về nhà, hãy nhìn bé tai tượng này, tạm thả nó vào bể lớn, con Oscar bạch tạng thì đẹp bá cháy bọ chét luôn, mấy bọn cá này mau lớn nhanh để anh Bảy còn mang lên chảo dầu chiên giòn đấy nhé, trời mé, đến giờ anh Bảy vẫn chưa biết giống cá.